đưa về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em đôi mắt lại u sầu, biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mới say nhưng ngại cho em, là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Yêu em nhiều như thế, muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngại cho em. Là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sai sau nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Có lẽ cần một cái gật đầu dù cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sai sau nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa.